Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sáng nay, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG phối hợp với Công ty Công trình Viettel Bắc Giang lắp đặt và chính thức đưa vào sử dụng hệ thống camera đo thân nhiệt từ xa tại xí nghiệp may Lạng Giang trị giá hơn 200 triệu đồng từ nguồn quỹ của công đoàn công ty. Đây là hệ thống đo thân nhiệt tự động thứ hai được đầu tư tại tỉnh sau hệ thống lắp đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt tài trợ. Hệ thống được tích hợp hai camera, gồm một camera hình ảnh thông thường và camera tầm nhiệt trên cùng một model sản phẩm. Cùng một lúc, hệ thống cảm biến này giám sát thân nhiệt cho 15 người khi di chuyển trước camera và cho kết quả tương đối chính xác. Mọi thông tin về thân nhiệt của người được kiểm tra sẽ được hiển thị trên màn hình. Vùng quét của camera có thể thực hiện với người được giám sát ở khoảng cách tối đa 6 mét. Đối với công tác giám sát dịch COVID-19 tại các cơ quan doanh nghiệp lớn, lượng người ra vào đông thì việc dùng máy đo thông thường sẽ tốn nhân lực và thời gian. Do đó, hệ thống này sẽ khắc phục được những nhược điểm đó, đặc biệt là tránh việc người đo phải tiếp xúc gần với người được kiểm tra thân nhiệt. Ngoài hai địa điểm trên, Công ty Cổ phần Công trình Viettel Bắc Giang đang khảo sát để lắp đặt hệ thống này theo đơn đặt hàng của một số đơn vị doanh nghiệp để phục vụ giám sát sức khỏe cho người lao động.